tình là bụi, phổi là bay, tiền là giấy, đốt là cháy, trai là áo, thích thì thay thôi. Gái gú chỉ là phù du, con cu mới là vĩnh cửu. Chính rán thì cần mỡ, bắp thì cần bơ, muốn cua được tớ chắc cậu mơ. Trứng luộc không cần mỡ, bắp nướng chẳng cần bơ, con gái như cậu tớ cũng chẳng thèm. Em muốn viết tên anh ngàn lần lên cát để sóng vào đập nát mặt anh. Anh cũng sẽ khắc tên em ngàn lần lên cây mít để trâu bò cọ ít vào em. Em yêu anh như Bác Hồ yêu nước, mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương, mất Đông Dương Pháp còn thuộc địa khác, mất anh rồi thằng khác vẫn yêu em. Nếu một mai em đi yêu thằng khác, anh không hờn cũng chẳng hận em đâu. Anh khẽ nói cho người yêu em biết, yêu con này là sạch túi nha con. Yêu con này là sạch túi nha con. Anh ơi, yêu đương thoải mái, nhưng mà đừng có động vào chỗ đái của nhau. Có cái nắng, có cái gió, không có cái đó, yêu nhau làm gì. Anh ơi, cây tre chăm đốt là cây tre thần, em không ai hốt ý, là do em không cần. Tỉnh lại đi em ơi, cây tre chăm đốt là không có thật, em không ai hốt ý, là không ai cần. Nghe nói là anh có rất là nhiều tài lẻ, nhưng mà tiếc thật, em chỉ thích tài chính thôi. Nghe nói, em thích những người có tài chính. Những người có tài chính như bọn anh chỉ yêu em để chơi thôi nhá. Đừng nói linh tinh nhá. Này anh, đừng có hỏi là em đã cởi chưa, bởi vì anh đéo thích, anh cũng dí boy vào. Anh ơi, cà phê thì đắng, ớt thì cay, học văn thì dở. Em ơi, người ta bảo là văn hay chữ tốt không bằng học tốt mà lắm cái này đâu em. Quá chuẩn luôn. Anh ơi, bầu trời thì màu xanh, còn em thì còn lâu mới thích anh. Trời hôm nay không xanh, mà mây thì cũng không trắng. Anh thì không say nắng, mà cũng chẳng thích em. Trời mưa thì mặc trời mưa, em mà đéo thích anh cua đằng rời. Nắng mưa là việc của trời, em không có cửa làm người nhà anh. Gaming TV cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ like page và chia sẻ clip này đến rộng rãi.